Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ có một kèo của một bạn khách không phải chủ xe này mà là chủ xe khác. Nhờ mình mua bộ mâm K7 bên mình ha. Rồi bạn đó là nhờ mình canh bánh giùm luôn ha. Thầy mua bát mà không mua heo thì heo bạn có rồi. Mà mua bát, mua mâm, mua đĩa, bạn nhờ mình canh giùm ha. Thì mình sẽ chỉ cho những bạn nào mà có ý định lên đĩa sau cho E50 mà đi heo khác ha. Đó, mình xem, mình làm theo. Còn bạn làm không được thì liên hệ mình làm giùm cho. Đó là những cách mà mình chỉ các bạn ha. Rồi, đầu tiên ở đây ha. Ở đây là chúng ta sẽ có một cái bát. Cái bộ bát này, bộ bát này rồi ấy, hồi mình tháo ra cho anh em xem ha. Bây giờ gắn xe cho dễ. Thì chúng ta đầu tiên gắn cái bát này vô đây ha. Con heo gắn vô, lông đàn này đựng chim. Tại vì mình làm biến cắt con ốc. Các bạn nào thích chim lông đàn thì chim ha. Mình làm biến cắt con ốc nên mình gắn gá vô, nên mình để con lông đàn đây. Thì đại khái á, mấy bạn cứ hiểu là mình gắn cái bát vô cái gấp ha. Thì nó sẽ có cái bản hở đây. Bản hở này bây giờ mình chưa làm, bây giờ mình chim lông đền thôi. Sau khi làm xong thì mình tiếp tục vẫn là xử lý cũ ha. Mình sẽ làm một cái bộ canh này nóc gắn vô cái bát này luôn ha. Đó. Rồi, thứ hai nữa. Cái con heo này bây giờ gắn vô bạn thấy không? Bạn thấy cái sự sai ở đây là gì không? Cái lỗ, cái khe ở giữa con heo và cái khe bắt cái đĩa nó đang lệch nhau khoảng đâu đó rất là nhiều ha. Cái đĩa nếu mà gắn vô cái mâm như vậy là không thể nào mà gắn vô con heo được. Mà gắn vô con heo như vậy lọt hay nè, không phải mắng vô mâm được, tại nó khách nha nha một khúc luôn. Thì mình sẽ tiến hành có hai phương án à, có hai phương án. Một á là mình sẽ chim lông đền, là mình chim ở bốn con lông đền ở bốn cái bánh xe. Mà nếu như lông đền á bạn dày khoảng 3mm, 4mm thì rất là ok. Nhưng mà nếu mà cái lông đền á nó dày khoảng nhiêu đây, nó đầy nhiều như vậy nào, khoảng 1 phân 10mm đi, bạn chim lông đền vô thì đây là ốc 2 phân. Đây là ốc 2 phân này bạn thấy không? Hoặc là bạn sẽ có ốc là 2 phân rưỡi à, bạn sẽ có ốc 2 phân rưỡi. Thì con ốc 2 phân rưỡi gắn vô cái đĩa là dày 4mm hoặc 5mm là còn lại khoảng cho 5 ly đi, là bạn sẽ còn lại là 2 phân. Bạn gắn vô cái cục canh là dày 1 phân là bạn sẽ còn lại 1 phân. Nếu mà 1 phân răng là như đây nè bạn. À như đây nè. Nếu mà con ốc mà bạn mà bắt mà cái độ hở của nó có cái độ lơ rơ á mà chỉ có 1 phân như vậy. 1 phân là 10mm á. Là nó không có đảm bảo an toàn. Nên mình khuyến khích các bạn, nếu như mà các bạn làm một cái bộ mà nó sẽ hở xa cái như vậy thì mình làm nguyên cái thớt lòng luôn. Nguyên hết giờ cái đĩa ra, mình bắt cái hớt vào cái mâm, rồi cái đĩa bắt vô cái thớt. À, bây giờ mình chưa có sản phẩm gá lên á thì bạn nói hơi khó hiểu ha. À, nhưng mà mình làm xong mình gắn lên mình giải thích bạn sẽ hiểu dễ hơn. Thôi, cái bánh này nguyên lý hoạt động và tại sao nó nhẹ. Cái bánh đầu tiên, cái bánh bạn gắp vô nó nhẹ trước đi ha. Bạn gắn chim bánh gì đó đừng gắn heo vô nó nhẹ trước. À, đúng không? Thứ hai, sau khi cái này nhẹ xong là bạn biết là bạc đạn ống chỉ là ngon lành ok ha. Bánh cốt ốc xiết rồi, ngon lành ok. Tiếp theo bạn còn phải xử lý đến là canh cái đĩa. Bây giờ cái vấn đề đơn giản nhất của gắn con heo Rando, Rambo, heo 2 bít, cái đĩa đằng sau, bạn chỉ việc cần gắn cho nằm ngay giữa con heo như vậy. Đừng có sát qua trái, đừng sát qua phải gì hết, bạn nằm ngay giữa cái tâm. Thì ngay giữa cái tâm nó có cái lằn ghép này bạn thấy không? Đó, bạn gắn làm sao cái dĩa bạn nằm ngay giữa này. Bạn nằm với cần ngay giữa đây thôi, nó hai bên nè. Hai bên cái mặt đĩa. Bên trái mặt đĩa và bên phải mặt đĩa nó không đụng vô con heo luôn. Là tự nhiên cái bánh xe bạn sẽ nhẹ thôi ha. Thì bây giờ sau khi 4 phút lý thuyết xong thì mình sẽ tiến hành thực hành và làm cho các bạn xem là sau khi thực hành xong thì chúng ta sẽ có cái gì ha. Ok. Đây là cái bát này là bát ghép. Có thể các bạn đã từng xem cái clip của mình review về cái bát nguyên khối CNC. Thì cái bát đó là 1.000.000 một cái. Cái đó là nguyên khối, còn cái này là bát ghép. Bát ghép nó sẽ giá thành nó sẽ rẻ hơn và nó sẽ có một cái mối ghép ở đây ha. Cái bát này thì các bạn sẽ vừa tiền, các bạn dễ chơi hơn. Đó. Và cái này nó cũng hơi nhẹ hơn tại vì nó không phải là nhôm nguyên khối ha. Cái kia là nhôm nguyên khối nó sẽ khác. Cái bát này các bạn bây giờ là nó tình hình là như vậy. Ha, mình đã móc sẵn cái đường rãnh này rồi. Cái đường rãnh này để cho cái có ốc chạy qua đựng đụng mình đã móc rồi. Mà bây giờ chỗ này bạn thấy không, nguyên bản thì nó là chỉ là cái lỗ vậy thôi, không ai làm cho bạn cục canh á.
các bạn về là tự xử mấy cái này rời rời ra vậy nè. Đó, nó rời rạc vậy nè. Nãy mình nói chim là hai miếng lông đền này là đủ. Thì ngày mai mình sẽ làm bộ canh gắn dính vô cái bát này luôn ha. Làm sau khi mình làm xong thì bạn sẽ thấy cái bát của mình đó. Rồi mình sẽ làm một cái thớt lòng để dời cái đĩa ra ha, để dời cái đĩa ra đấy. Mình cũng làm xong, cũng quay các bạn xem đầy đủ hết. Còn bây giờ nguyên bộ lại như vậy ha. Rồi bây giờ mình sẽ đi làm đồ thôi ha. Ok, đây là sau khi chúng ta làm cái thớt đó, chúng ta làm một cái thớt một phân ha. Rồi dời cái đĩa ra thì chúng ta sẽ được như vậy ha, các bạn thấy chưa. Đây là làm cái thớt. Thì cái thớt này thì mình đã nói với bạn rồi là nó dời nguyên cái cụm đĩa ra nè, bạn thấy không? Đây nó dời nguyên cái cụm đĩa ra, cắt cái mâm một phân luôn. Đó. Thì chúng ta xài ốc 2 phân rưỡi, ốc 2 phân rưỡi dặn vô à, thì mới đủ răng nha. Chứ anh em mà xài ốc mà bê lớn vậy nè, anh em mà xài ốc mà 2 phân nè, gắn vô nè anh em coi nè, nó chỉ qua được cái hành này chút xíu thôi nè. Nếu anh em dặn tưởng tượng nha, đây là cái ốc mà 2 phân này nè, nó chỉ qua như đây răng thôi, mà qua như đó răng mà ít quá mà gắn như cái mâm thì chạy rất là nguy hiểm, nên chúng ta phải dùng một ốc 2 phân rưỡi ha. Đây, thì dặn nó mới qua, nó mới nhiều, dặn nó mới cứng. À, bộ này là mình canh xong rồi. Đây bát biết, chúng ta sẽ có cái bát đây, cái phốt thì tên zin của khách nó thì sợi lại ha. Đây bát đây, cái bộ này anh em thấy không, làm lại nè, chúng ta sẽ có một cái cục inox vô như vậy ha. Cái bát đó là dở lên dở xuống đó, là cái này nó dính theo luôn ha, cái này nó dính vô luôn, chứ không phải là cái tình trạng là cứ gắn lên là rớt cái miếng lông đền rớt xuống cái lông đền, chúng ta phải làm cho dính vô luôn vậy nè nó mới đỉnh anh em thấy không. Hôm qua là nó rõ ràng, hôm qua là anh em coi cái trong clip của mình là nó đâu có cục này ha, mình phải làm thêm nè. Đó rồi ông thợ ộp vô thì gắn như zin vậy anh em, gắn lên xe gọi nó như zin luôn đó, xong chọt cốt qua gắn heo vô là xong, bánh rồi là hở hết rồi. À bây giờ mình không còn cái xe để giá nữa, cái xe hôm qua mượn cái xe để giá thì mình trả rồi ha. À, tạm anh em hiểu không vậy, hôm qua mình nhắn anh em thấy rồi ha, hôm qua anh em thấy là gắn con heo vô là nó ngay rồi nè, cứ vậy thôi, khỏi chim vậy trơn á, vậy đưa vô là lụm rồi đó. Đó đút em lay thì này là con heo để mình lấy mình gá cho khách thôi, chứ khách mình không có mua con heo, khách mình chỉ mua nhiêu đây thôi. À, khách mình chỉ mua nhiêu đây thôi đó. Ok đó, bây giờ một hồi nữa mình sẽ quay cho anh em coi tới bánh trước ha, còn nguyên bộ gồm những gì ha. Đó rồi bây giờ hôm nay là hoàn thành hết rồi, mình đã giao bánh xe đi ha, mình review lần cuối nữa là cho các bạn xem nè. Đây là một bánh sau AK7 gắn cho F150 và gắn bát, gắn heo Randall. À đó, Randall Rainbow như kiểu thì mấy bạn đặt thì mình sẽ làm như vậy ha. Các bạn đã xem cái trước khi mà mình canh á thì cái bát chúng ta sẽ chưa được xử lý. À còn đây là sau khi xử lý ha. Đó, bát như vậy. Thì giờ các bạn hoàn toàn gắn như zin hết ha. Này là khách đặt của mình. À cục canh sau hai bên. À đây. Đầy đủ hết. Còn đây là canh trước nè. Canh trước này là của mâm K7. À K7 này về là bán gắn phục lời xe em. Đây là canh hình cho phục lời xe em ha. Đó, mấy bạn đặt là mình sẽ làm theo nhu cầu hết. Đó, bộ này á, là xài vỏ Rosso, Diablo, Rosso, Beerly. À, vỏ Beerly nè bạn. Đó, vỏ này rất là xịn nha. Công nghệ này là công nghệ Rosso Sport dành cho đường đua ha. Các bạn chạy rất cực kỳ bám đường ha. Vỏ này lần trước là 70 nè. Đó, đằng sau là 80. À, 80 cây số tổng tiêu rồi. À mà vỏ đằng sau là 80 ha. Vỏ đằng trước là 70. À, rất đẹp luôn bạn ha. Cái vỏ Beerly Diablo Rosso này á, nếu dịch ra thành tiếng Việt á là Diablo là quỷ nè. Đó, vỏ xe của quỷ vậy. Công nghệ Rosso Sport ha, khá là quen thuộc rồi. Mâm K7 nha. Rồi, trước khi giao hàng thì mình cũng sẽ review lại như này cùng một lần cuối cho bạn xem ha. Thì nếu các bạn thấy hay thì đừng quên ấn cho mình một like và một subscribe đúng hộ kênh. Mình sẽ như vậy mới nhất cho anh em xem. Đó, còn những cái làm xe, những chi tiết như thế nào thì lâu lâu mình đều review cho anh em xem hết ha. Ok, cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh của mình nha. Bye bye, chào tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người ở clip sau về một sản phẩm khác. Bye bye.